đây mọi người. Thì ngày hôm nay thì tối đây nè, tầm 7-8 giờ tối gì đó là mới sẽ live stream cái bạn Việt. Bạn đó ăn là 2 tô, giải thưởng là 30 triệu. Tại vì hôm bữa trước ấy là cái bạn đó đã ăn bên mến 1 tô rồi, và ăn hết 1 tô chỉ trong 12 phút là hết 1 tô. Thì hôm nay bạn đó quyết định sẽ quay lại ăn 2 tô 30 triệu. Thì tối nay nha, chắc 8 giờ tối ấy, tầm 8 giờ mọi người đón xem live stream nha, để xem thử là bạn Việt có ăn hết tô thử thách nhà mến, 2 tô thử thách nhà mến hay không. Và lần đầu tiên để mến coi tại đó giờ thử thách 2 tô nhà mến á, là 2 tô người ta thắng hầu hết là phụ nữ không à, chưa có một người đàn ông nào. Liệu hôm nay anh Việt có là người đầu tiên, có là người chinh phục lần đầu tiên để cho bên giới đàn ông hay không? Đúng rồi, mình đàn ông mà mình phải hơn phụ nữ mình chứ, đúng không? Cho nên là coi mình cũng mong sao để cho anh Việt này ảnh sẽ là người đầu tiên làm lên lịch sử, là trên thế giới này vẫn có một người đàn ông nào đó vẫn chiến thắng 2 tô từ đất nhà vũng xứ mến nha. Rồi hẹn mọi người tối nay.